Công ty nhà đất Huyền Trân Thái xin chào cô chú và anh chị, em là Thu Nhiên nè. Thì hôm nay là em về ấp Hữu Lợi, xã Hữu Đạo của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho cô chú anh chị một miếng đất vườn. Đất vườn giá rẻ luôn nha cô chú anh chị. Trong đất là có trồng đầy đủ loại cây ăn trái luôn và rất là xanh tốt luôn. Thì tổng diện tích mà chủ bán cho mình là khoảng 1.913 m², toàn bộ là đất cây lâu năm luôn và chủ kêu giá là chỉ có 1.1 tỷ trên 1.000 m² thôi. Giá cả thì mình sẽ thương lượng trực tiếp với cô chủ đất luôn nha. Đất của mình thì sẽ có sổ hồng riêng nè, giấy tờ pháp lý rõ ràng luôn và được nằm trên hai mặt tiền đường luôn nha cô chú anh chị. Thì miếng đất mà hôm nay em muốn quay giới thiệu chính là cái miếng đất này đây. Đất hiện tại đã có sổ riêng rồi. Trong sổ thì tổng diện tích là 1.931 m², toàn bộ là đất cây lâu năm và chủ kêu giá là 1.1 tỷ trên 1.000 m². Em có tính ra thì tầm khoảng 2.104 tỷ thì giá cả là cô chú anh chị có thể đi xem đất trực tiếp nè. Xong rồi sau đó là mình sẽ gặp trực tiếp với cô chủ đất luôn để mà mình có thể thương lượng về giá cả nha. Nhưng mà về phần thương lượng giá cả thì cô sẽ bớt lọc chút đỉnh cho cô chú anh chị mình thôi, giống như là tặng cho cô chú anh chị một cái lọc may mắn để khi mà mình về cái miếng đất mới mình ở, mình sẽ gặp được nhiều may mắn hơn nè. Chứ còn bớt nhiều thì cô chủ sẽ không có bớt được nha. Tại vì cái khi mà em quay là em đã xin cái giá chốt để em quay rồi, cho nên là không có thương lượng được nhiều ha. Cô chú anh chị mình nếu như mà có thương lượng mà cô chủ đất không có bớt nhiều thì cũng đừng có buồn, đừng có trách tụi em tội nghiệp ha. Rồi thì trước tiên là em sẽ giới thiệu về cái vị trí và hướng đi trước nha. Đất thì sẽ được nằm trên hai mặt tiền đường, một là mặt tiền đường công cộng 3m này, hai là mặt tiền đường công cộng bên hông. Thì đường công cộng bên hông chỉ là đường xe máy thôi, còn đường phía trước đất là đường 3m, xe ô tô 7 chỗ có thể vô được tới đất và đây là đường thông luôn. Nếu từ vị trí đất mình, cô chú anh chị đi theo cái trục đường này khoảng 400m thôi là mình sẽ đụng vào cái con đường lộ nhựa. Thì con đường lộ nhựa đó cô chú anh chị mình rẽ trái đi theo một đường thẳng luôn là sẽ về ngay trung tâm của xã Vĩnh Kim luôn nha. Còn rẽ phải thì cũng là một cái hướng đường thông, mình có thể thông ra ngoài quốc lộ 1A được nha cô chú anh chị. Đó. Thì xung quanh đây là điện nước wifi có đầy đủ, dân cư ở đây là dân cư đông đúc luôn nha. Nếu mà đi theo trục đường này thì em thấy là xe máy nè hoặc là ô tô 4 chỗ gọn gọn thì mình có thể đi được. Chứ còn 7 chỗ thì mình sẽ đi theo cái hướng ngược lại là cái hướng ở bên đây nè ha. Đây, nếu mà cô chú anh chị đi 7 chỗ thì mình sẽ đi theo cái trục đường này. Trục đường này thì cũng là một cái hướng đường thông để mình có thể đi về Bình Trưng nè, đi về đường tỉnh lộ 876 nè, hoặc là đi về chợ Thục Nhiêu, quốc lộ 1A là được hết luôn nha. Đường ở đây thì đa số là đường thông hết. Cô chú anh chị mình đi đâu thì cũng có thể thông ra được quốc lộ hết nha. Rồi, quay về miếng đất của mình hôm nay nha. Tổng diện tích là 1.913 m², trong đó mặt tiền bề ngang là khoảng 16m4. Khoảng 16m4 thì cô chú anh chị sẽ được tính từ vị trí cái khoảng ở đây nè. Mình sẽ đo ngược qua bên đây ha. Đây. Mình sẽ đo ngược qua tới cái phần mà gần giáp ranh với nhà hàng xóm bên đây là 16m4. Còn chiều sâu vô một cạnh vuông vức luôn là khoảng 69m, là cái cạnh mà bên giáp với mặt tiền đường công cộng là 69m. Còn mà cái cạnh bên giáp ranh với nhà hàng xóm bên đây thì đất mình chạy dài vô khoảng 35m thì đất sẽ nở hậu ra hình chữ L nha cô chú anh chị. Đó. Đất mình là đất hình chữ L ha. Rồi thì bây giờ em sẽ dẫn cô chú anh chị đi vô để cùng xem cái miếng đất của mình xem là nó sẽ như thế nào nha. Em thì em thấy miếng đất này nha, hiện tại là đã cao ráo nè, bằng với mặt đường luôn rồi. Đây cô chú anh chị nhìn nè, bên đây là đất của mình, đây là mặt đường thì em thấy là đất cao ráo bằng mặt đường luôn ha. Đó. Trên đất thì có hệ thống tưới tiêu sẵn luôn nè ha. Rồi em thấy có trồng dừa nè, dừa thì cũng đang cho quê lợi luôn. Rồi có mít, có bưởi, có ổi, có xoài, có mận, đầy đủ loại cây trái luôn. Nếu mà cô chú anh chị mình muốn tìm một cái miếng đất vườn mà đường ô tô nè, xung quanh dân cư đông mà giấy tờ pháp lý rõ ràng để mà mình có thể về quê để xây một căn nhà vườn nghỉ dưỡng nè, cuối tuần gia đình mình có thể cùng nhau về quê để nghỉ ngơi, vui chơi nè, hoặc là mình có thể về đây để tận hưởng được cái không khí trong lành mát mẻ ở dưới quê. Tại vì trong một cái tuần làm việc là mình ở
thành thị thì ở đó nó sẽ có khói bụi nhiều hơn, tiếng ồn ào của xe cộ nó sẽ nhiều hơn khi mà cô chú anh chị về quê. Cho nên đó là nếu mà mình muốn tìm nhà vườn nghỉ dưỡng á, mình có thể mua miếng đất này và xây một cái căn nhà lên. Nếu mà mình không thích những loại cây trái này thì mình có thể đốn bỏ để mà mình trồng những loại cây trái khác cũng được luôn. Còn nếu mà cô chú anh chị nào thích sầu riêng á, đất ở đây trồng sầu riêng cực kỳ tốt luôn. Đây, cho cô chú anh chị xem nè. Bên đất vườn của hàng xóm mình nè, trồng sầu riêng xanh luôn nha, xanh mơn mởn luôn, rất là tươi tốt luôn, nhìn rất là đã mắt luôn á. Đó, đây là nguyên miếng đất của mình. À thì em quên nữa, cái chiều dài mà giáp với bên đường công cộng này là vuông dứt luôn, dài xuống tới cuối đất là sẽ tới cái khoảng vị trí cây trụ này là khoảng 69 mét. Còn cái cạnh mà bên giáp ranh với nhà hàng xóm á thì chạy dài vô khoảng 35 mét, là nó khoảng ở đây nè, thì đất mình nở hậu ra anh lào bên kia ha. Rồi em dẫn cô chú anh chị đi vòng vòng để xem thử nha. Đó, vừa thì cũng đang cho quê lợi luôn nè. Cái miếng đất này á thì lúc trước á là cô chủ cũng định mua để về đây xây nhà vườn, nhưng mà do là cô cũng còn công việc ở Sài Gòn nè, cô chưa có thời gian để về đây nên là cũng có không có thể mà chăm sóc nhiều được, nên là bây giờ cô quyết định là sẽ nhượng lại miếng đất này cho cô chú anh chị nào có duyên và mình muốn tìm đất để xây nhà vườn ha. Xung quanh trong đây thì cũng còn nhà hàng xóm nữa nè. Đó, ranh giới của mình á là khoảng ngay chỗ cây trụ này nha cô chú anh chị. Rồi, từ đây chạy dài qua hết đất luôn. Đó, ai em dẫn cô chú anh chị đi xem đất nha. Đây, đó, khu vườn của mình nè. Thì do là cô chủ không có thời gian nhiều để về đây chăm sóc nên là mình nhìn nó sẽ hơi tùm một xíu. Nhưng mà thật ra thì xung quanh chỉ là trồng cây trái thôi. Với lại là ở dưới đất á, thì sẽ trồng là lá dứa. Còn ở trên á, thì sẽ trồng dừa nè. Rồi trồng cây trái như là ổi, mít, bưởi đồ á. Ở đây thì sẽ là đất nước ngọt luôn nha cô chú anh chị. Lâu lâu thì nó cũng sẽ có bị nhiễm mặn, nhưng mà những khi nào mà cái nước mặn nó lên đỉnh điểm luôn á thì toàn bộ ở đây là ở đâu cũng bị hết nha, nhưng mà bị ít thôi chứ nó không có nhiều ha. Chứ còn bình thường thì là đất nước ngọt nha, và ở đây á sẽ không có bị nhiễm phèn nha cô chú anh chị. Cho nên thì cô chú anh chị mình thấy là trồng cây trái đều rất là tốt luôn. Đây. Đó, bên đây là đất vườn hàng xóm cũng trồng sầu riêng nè. Cô chú anh chị xem, rất là tốt luôn ha. Nha, nước của mình nó là không có bị nhiễm mặn nha. Đó, ổi thì trái sum xê luôn nha, rất là thích luôn ha. Thì hiện tại là cũng đang mùa lục bình nè, cô chú anh chị sẽ thấy những cái hoa lục bình màu tím nè, trổ rất là đẹp luôn. Thì hoa lục bình đó mình cũng có thể ăn đó nha cô chú anh chị. Ở dưới đây là người ta sẽ hay hái nấu canh chua nè, rồi làm rau sống cũng có luôn, chấm mắm kho rất là ngon, cực kỳ ngon luôn nha. Đây, ranh giới đất của mình là tới cây trụ này nha cô chú anh chị. Đó. Thì tổng diện tích đó là 1913 m², đất cây lâu năm. Và ở đây là vẫn sẽ lên thổ cư được bình thường nha. Nếu mà cô chú anh chị nào cần lên thổ cư để xây nhà thì cô chú anh chị có thể liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái. Bên công ty em sẽ có dịch vụ nhận lên thổ cư luôn. Chỉ là nhận tiền công thôi. Còn về phần phí thuế thì có biên lai sẽ gửi cho cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị sẽ chuyển tiền về để đóng nha. Đây, em đang đi ở trong đất của mình nè. Nếu mà cô chú anh chị nào ưng miếng đất này thì mình hãy liên hệ cho bên nhà đất Huyền Trang Thái nè, để tụi em có thể dẫn cô chú anh chị đi xem, rồi mình sẽ thương lượng giá cả trực tiếp với cô chủ đất luôn ha. Đó, trái sum xê luôn. Đây, ổi đang cho trái luôn nè, cô chú anh chị xem rất là thích luôn. Đây, em tặng cho cô chú anh chị một nhánh hoa lộc bình nè. Đó, cô chú anh chị xem rất là đẹp luôn ha. Cái này là chỉ có ở dưới quê, miền sông nước mới có thôi nha cô chú anh chị. Đó, rất là thích luôn ha, rất là đẹp luôn nha.
Hôm nay thì nhóm công ty của tụi em có đi du lịch khoảng 4-5 ngày, cho nên là tụi em cũng không có đi quay và không có đăng video nhiều. Không biết là cô chú anh chị có nhớ tụi em không ta? Hôm nay thì tụi em đã về và tiếp tục với công việc của mình là đi quay đất, và sẽ dẫn cô chú anh chị đi xem đất ha. Đó. Rồi thì nếu mà cô chú anh chị nào có ưng miếng đất này á thì mình có thể liên hệ cho bên công ty, tụi em có thể dẫn cô chú anh chị đi xem trực tiếp luôn và sẽ chỉ ranh giới rõ ràng để cho cô chú anh chị mình xem luôn ha. Này, wow, hình như là cây sầu riêng nè cô chú anh chị. Đó, vậy là trong đất mình cũng có được một cây sầu riêng nữa này nha. Đây, đây là có cây mận nữa nè. Đó. Thì nếu như mà cô chú anh chị mình chưa có, khi mà mua mà mình chưa có xây nhà liền, mình muốn để thêm một vài năm nữa, thì cô chú anh chị có thể thuê người ở đây ở để chăm sóc vườn cũng được nè. Đó. Hoặc là mình có thể nhờ cho cái cô chú hàng xóm bên đây nè, người ta có thể chăm sóc cho mình. Rồi khi mà thu hoạch được cây trái thì mình có thể cho người ta thu hoạch luôn. Khi nào mình lâu lâu mình về chơi á, thì mình có thể lấy cây trái về Sài Gòn ăn. Rồi khi nào mình cần xây nhà thì mình về mình xây nhà ha. Rồi để em đi lên em mở định vị cho cô chú anh chị mình xem nha. Thích quá cô chú anh chị ơi. Rồi em sẽ mở định vị lên cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Thì trước tiên á, cô chú anh chị xem cái nút màu xanh xanh là vị trí em đang đứng ở đất của mình nha. Xung quanh đây á, là dân cư rất là đông luôn. Cô chú anh chị thấy mấy cái chấm trắng 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 này là những ngôi nhà dân á. Thì nếu mà cô chú anh chị đi theo trục đường này khoảng 400m là mình đụng đường lậu nhựa nè. Đây là cái con đường lậu nhựa nè. Rẽ trái theo hướng này là cô chú anh chị sẽ đi về trung tâm của xã Vĩnh Kim. Ở đó sẽ có trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 nè. Rồi ngân hàng, văn phòng công chứng, chợ giữa Vĩnh Kim, chợ trái cây Vĩnh Kim nè. Rồi có bến xe Vĩnh Kim là đầy đủ luôn, có phòng khám luôn nha. Cô chú anh chị đi trung bình là khoảng 15 phút ha. Còn từ vị trí đất của mình ở đây, nếu mà cô chú anh chị muốn đi tới ủy ban nè, trạm y tế hay là trường học của xã Hữu Đạo á, thì để em xem thử nha. Trung bình cô chú anh chị đi chỉ có 4,5 cây số thôi. Đây, ủy ban của xã Hữu Đạo nè, 4,5 cây số, trung bình đi là chỉ có khoảng 10 phút thôi nha cô chú anh chị. Xung quanh ủy ban á nha, em thấy sẽ có tiệm tạp hóa nè, rồi có trường học đầy đủ hết luôn nha. Vậy là trung bình cô chú anh chị đi khoảng 10 phút là mình sẽ tới ủy ban nè, trường học của xã Hữu Đạo ha. Còn từ vị trí đất của mình ở đây, cô chú anh chị muốn đi ra tới ngoài đầu đường quốc lộ 1A thì ngay chỗ mà chợ Thục Nhiêu nha cô chú anh chị. Thì trung bình mà cô chú anh chị đi là tầm khoảng 7,2 cây số là mình sẽ ra tới ngay chỗ vị trí mà khoan để em sẽ, em thấy trên bản đồ là nó chỉ đi là 7,2 cây số, trung bình cô chú anh chị đi khoảng 15 phút là mình sẽ ra tới ngoài đầu quốc lộ 1A nè, ngay chỗ mà cầu sao, ngay chỗ chợ Thục Nhiêu nè. Đây chợ Thục Nhiêu nè cô chú anh chị, ngay vị trí cầu sao luôn trên quốc lộ 1A. Vậy là từ đây đi ra quốc lộ 1A là chỉ có 15 phút thôi ha. Còn từ đây mà cô chú anh chị về bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì trung bình cô chú anh chị đi là khoảng, đi theo đường xe máy là 75 cây số, còn đi theo đường ô tô là 74 cây số. 1 giờ 30 phút là cô chú anh chị đã về bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh rồi nha. Rồi thì nếu mà cô chú anh chị nào có quan tâm tới miếng đất vườn này thì hãy liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trân Thái để tụi em có thể dẫn cô chú anh chị đi xem và sau đó là mình gặp cô chủ để mà thương lượng bớt lọc về giá cả luôn ha. Tổng diện tích là 1.933 m², đất cây lâu năm, giá là 1.1 tỷ trên 1.000 m². Rồi thì cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết video của em nha. Nếu cô chú anh chị nào yêu thích miếng đất này thì hãy liên hệ cho bên công ty, tụi em có thể gửi sổ cho cô chú anh chị mình xem và dẫn cô chú anh chị đi xem đất trực tiếp luôn ha. Rồi bye bye cô chú anh chị nha.